Năm 2014, Tập đoàn Viễn thông Quân đội kỷ niệm 25 năm ngày thành lập. Với sự đồng tâm hiệp lực vượt qua muôn vàn gian khó, Viettel đã phát triển để trở thành một tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam. Trong niềm vui đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang, Viettel từ một đơn vị kinh tế nhỏ của binh chủng thông tin liên lạc với quân số chừng đại đội và lưng vốn nhỏ nhoi, cho đến nay đã trở thành một tập đoàn hùng mạnh có thương hiệu trên thị trường quốc tế. Lần thứ hai nhận danh hiệu anh hùng, Viettel có thêm một điểm tựa tinh thần để không ngừng sáng tạo với tư duy, nghĩ khác, làm khác, để ra những quyết sách mang tính đột phá để vươn tới những đỉnh cao mới. Những người có mặt trong buổi lễ trọng thể hôm nay đã đồng hành cùng Viettel từ những bước đi đầu tiên. Nghĩ về một thời gian khó, không phải để ôn nghèo gợi khổ, mà để tìm ra nội lực của Viettel, tạo năng lượng cho hành trình mới. Những năm 80 của thế kỷ trước, đất nước ta còn chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh. Nền kinh tế bao cấp trì trệ với con số lạm phát chóng mặt. Nhân dân lo ăn lo mặc đã chiếm hết thời gian sức lực của mỗi con người, mỗi gia đình. Đại hội Đảng lần thứ 6 với nghị quyết đổi mới toàn diện mọi lĩnh vực xã hội đưa đến cho toàn dân một niềm tin về sức bật kinh tế. Mỗi con người, mỗi doanh nghiệp sẽ tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tự làm giàu bằng chính sức lực của mình. Đại hội 6 đã thổi đến mọi ngành nghề trong xã hội một luồng sinh khí mới. Nông nghiệp và công nghiệp đã có bước chuyển mình rõ rệt. Khi đất nước có chiến tranh, nhiều trí thức được huy động vào quân đội để phục vụ cho cuộc chiến giải phóng Tổ quốc. Thời bình, để giữ đội ngũ tinh hoa cho quân đội, binh chủng thông tin liên lạc đã hình thành một đơn vị làm kinh tế. Đầu năm 89, trong cái cuộc họp của Đảng ủy binh chủng thì có bàn đặt ra vấn đề là bây giờ cần phải nghiên cứu đề nghị trên cho thành lập một cái tổ chức gì để mà chỉ đạo cái công tác làm kinh tế của binh chủng. Giao nhiệm vụ cho đồng chí Võ Đặng, ý là phó chủ nhiệm kỹ thuật của binh chủng, chuẩn bị một cái luận chứng kinh tế kỹ thuật để có thể báo cáo lên bộ. Trong cái luận chứng kinh tế khi chúng tôi viết ấy, thì Bộ Tư lệnh Thông tin có 4 nhà máy. 4 nhà máy này cái đặc điểm của nó là công nghệ điện tử, giấy kinh tế thì anh làm máy lắp ráp vi tính, lắp ráp truyền hình, làm sản xuất điều hòa nhiệt độ, rồi sản xuất điện dân dụng khác. Tháng 5 thì tôi và đồng chí Võ Đặng trực tiếp được lên báo cáo với đồng chí Lê Đức Anh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày cái kết quả khi báo cáo với Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thì Bộ trưởng rất là nhất trí. Ngày 1 tháng 6 năm 89 là đã có cái quyết định của Hội đồng Bộ trưởng là cho phép binh chủng thông tin được thành lập cái công ty thiết bị điện tử đó. Đặt tên là Sygenco. Ngay từ ngày đầu thành lập thì Viễn thông Quân đội cũng phải tự độc lập để làm ra tiền nuôi mình, không nhận lương quốc phòng, kể cả quần áo, giày dép, mũ đều mua, tức là tự nuôi lấy mình với cái lương bằng cái lương quân hàm tại thời điểm đó là một vấn đề rất lớn. Thì chưa có dịch vụ viễn thông thì chủ yếu phải đi làm thuê. Làm thuê thì làm thuê cho đủ các cái giới, nhưng trong đó nhiều nhất là ngành bưu chính viễn thông. Chúng tôi đã tìm cái thị trường
là các cái công trình phát thanh truyền hình, các cái công trình của VNEP để làm các đường truyền V3 và để phủ sóng thì cực kỳ là khó khăn. Đây là cả một cái khu vực đồi núi mà khi ta chấm điểm trên cái bản đồ để ta tìm được một cái vị trí đúng như cái vị trí ta chấm, làm sao để cái điểm đấy vừa làm việc được tốt nhưng đồng thời cũng thực hiện được các bước kỹ thuật như truyền sóng V3 và phủ được sóng cho nhiều các vùng dân cư. Qua những công trình này, không chỉ mang lại doanh thu, uy tín cho những người lính làm kinh tế, mà còn cho họ biết sức mạnh lớn nhất của mình là trình độ kỹ thuật và tinh thần quả cảm, làm những việc khó, không ai dám làm. Đầu năm 94, Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đưa cái chủ trương là xóa bỏ cái độc quyền kinh doanh về bưu chính viễn thông. Thế và đấy cũng là một cái định hướng rất đúng và rất quý để cho binh chủng có cái cơ sở để tiến hành phát triển cái công ty của mình thành một cái công ty điện tử viễn thông, để tham gia vào cái hoạt động dịch vụ viễn thông. Bản thân tôi cũng có một ít cái kinh nghiệm về cái tháo gỡ, cởi trói về cái cơ chế cũ. Chúng tôi coi như là một cái mốc, như là một cái bước ngoặt của kinh tế, của đất nước lúc bây giờ. Ngày 13 tháng 6, 1995, trở thành dấu mốc mang tính bước ngoặt của lịch sử Viettel. Thủ tướng Chính phủ cho phép công ty điện tử viễn thông quân đội được bổ sung ngành nghề mới, kinh doanh dịch vụ bưu chính viễn thông trong nước và quốc tế. Cái tên Viettel bắt đầu xuất hiện từ đây. Đường dây 500 kV và trục cáp quang trải dọc Bắc Nam là công trình trọng điểm của quốc gia vào thời điểm ấy. Thủ tướng luôn dành sự quan tâm đặc biệt để chỉ đạo thi công công trình này. Mà nếu không có cáp quang thì không ra được viễn thông. Thế thì tôi đặt vấn đề với anh Khuê, thì anh Khuê thôi thì bây giờ tôi sẽ lấy danh nghĩa là Bộ Tham mưu xin Chính phủ. Thì lúc xin thì lúc đầu cũng khó khăn lắm, vì bên viễn thông cũng và bên điện lực họ cũng anh em cũng khó khăn. Thế nhưng mình cứ kiên trì mình xin. Anh Kiệt anh gọi anh tôi, thế xin để làm gì? Thế tôi báo cáo anh là chúng tôi xin là một là để phục vụ an ninh quốc phòng. Cái thứ hai là sau đó phục vụ cho chính phủ, cho nhà nước, cho đảng. Tôi nhớ một chi tiết là đồng chí Luận, Phó Tổng cục trưởng, đồng chí có hỏi tôi là xây dựng một đường trục thông tin liên lạc phải có tuyến làm và tuyến dự bị. Thế các ông chí chỉ có hai sợi, sợi thu, sợi phát. Một đường trục không có dự bị thì có nên làm hay không? Thì tôi rất là lo lắng. Thì tôi gọi mấy đồng chí kỹ thuật có thể cả thu cả phát trên một sợi không? Các ông nghiên cứu tìm hiểu cho tôi khoảng 5 ngày, ông lên đây trả lời tôi. Cái dự án đấy mà sử dụng một cái công nghệ mà trên thế giới thì rất ít người dùng. Công nghệ khá đặc biệt, tức là bình thường là khi mà làm truyền dẫn ấy, thì một sợi quang phát, một sợi quang thu. Thế rồi phải có hai sợi dự phòng nữa, thì cái đường trục ấy nó mới có thể là đưa vào sử dụng được. 5 ngày sau thì đồng chí Mạnh Hùng báo cáo tôi trước là hiện tại bên Israel với Mỹ là có tạo ra cái công nghệ đó. Thử một tuyến ngắn thôi ở Anh và có thử một tuyến ở Singapore. Tôi rất mừng và tôi bảo thôi được rồi, tôi lên tôi báo cáo với Bộ. Khi mà Bộ Quốc phòng, thế rồi Binh chủng Thông tin là quyết định là xây dựng một cái đường trục viễn thông dùng riêng cho quân sự, rồi triển khai trên một cái chặng đường, trên một cái đường trục rất là dài, trên 2.000 km trải dọc đất nước. Này có một cái yêu cầu từ phía Bộ Quốc phòng ấy, tức là người Việt Nam tự làm, không có cái chuyên gia nước ngoài tham gia vào quá trình thiết kế, quá trình lắp đặt và khai thác. Viettel đã trở thành những người đầu tiên trên thế giới áp dụng thành công công nghệ ghép bước sóng để có thể thu phát trên một sợi quang
với cự ly xa. Đây là tuyến đường trục cáp quang dung lượng lớn đầu tiên để phục vụ quân đội và là hạ tầng kỹ thuật đầu tiên để Viettel có thể cung cấp các dịch vụ viễn thông. Có tri thức và quyết tâm chưa đủ, Viettel phải hội nhập đủ 3 yếu tố: thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Vào thời điểm ấy, Viettel cần có một bộ tham mưu đủ bản lĩnh và tri thức để điều hành nhiệm vụ mới. Như những cái đó chúng tôi đều bàn bạc kỹ trong cấp ủy, trong thường vụ, đề xuất để mà quyết định. Cho nên là bộ máy dần được hoàn thiện. Vào năm 1999, thì lúc đó thì Viettel đang vào giai đoạn rất là khó khăn. Chúng tôi đã được giấy phép viễn thông là 5 năm rồi, nhưng cũng vẫn loay hoay là chưa biết làm cái gì để tham gia vào thị trường viễn thông. Trong cái hoàn cảnh đó thì có một, tôi nhớ buổi chiều, tôi nhớ hiện nay không chính xác, nhưng trong năm 1999 là tôi với anh Hùng ngồi bàn với nhau và cuối cùng là chúng tôi đi đến thống nhất là sẽ quyết định là sử dụng cái công nghệ Voice over IP là cái dự án đột phá để cho Viettel được tham gia vào thị trường viễn thông và được ban tổng giám đốc là đồng ý. Viettel đã trình một dự án rất là tỉ mỉ, rất là đầy đủ, phải nói khá hoàn chỉnh, và mời tôi đến xem cái thí nghiệm trong phòng thí nghiệm rồi kết nối thử xem có liên lạc được hay không. Thì tôi quyết định là cấp giấy phép cho Viettel là đơn vị duy nhất thí nghiệm triển khai dịch vụ điện thoại đường dài trong nước và quốc tế, sử dụng chung những cơ sở hạ tầng của VNPT để triển khai cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Công nghệ VoIP này thì chúng tôi có thể chứng minh đây là một cái dịch vụ hoàn toàn mới, cho nên có thể xin được một cái cơ chế, có một cái giá cước mà hợp lý hơn, có thể cạnh tranh được với những cái dịch vụ mà truyền thống do bưu điện lúc ấy đang gọi như là triển khai. Tôi đi kết nối 178, nhưng về sau này có cái dịch vụ 7171 của bưu điện ra thì việc kết nối với các tỉnh là rất khó. Và thậm chí họ còn coi chúng tôi đến thảo luận đó là các anh sống ký sinh, có những đơn vị mà tôi phải làm việc rất lâu, rất nhiều tháng trực ở đó để giải quyết được các cái mối quan hệ của mình đối với bưu điện. Nhiều kỹ sư của Việt Nam, kể cả lãnh đạo, ngày đêm thức đến 2, 3, 4 giờ sáng làm việc với các bưu điện tỉnh, thành phố để làm sao kết nối được cái mạng VoIP của Việt Nam vào cái mạng của VNPT để có thể gọi điện thoại điện dài trong nước và quốc tế. Sau 8 tháng mua và lắp đặt thiết bị, ngày 15 tháng 10 năm 2000, dịch vụ điện thoại đường dài chính thức được cung cấp. VoIP 178, mã số tiết kiệm của bạn, được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt với giá cước chỉ bằng hơn 50% gọi đường dài truyền thống. Trước khi mà chúng tôi làm cái dịch vụ này, thì lúc ấy doanh thu của Viettel mỗi năm thì nó đâu cỡ khoảng 2 đến 3 triệu đô. Nhưng khi bắt đầu có cái dịch vụ viễn thông đầu tiên này thì chúng tôi không nhớ không nhầm là doanh thu của chúng tôi một năm đã bắt đầu lên đến vài chục triệu đô. Thế nhưng ý nghĩa quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc ấy là tên tuổi của Viettel bắt đầu có trong cái làng viễn thông, là gồm cả các những doanh nghiệp trong nước, kể cả những người coi như là doanh nghiệp trên thế giới, người ta cũng biết đến chúng tôi. VoIP là một thành công lớn của Viettel, nhưng lãnh đạo tập đoàn đã có một tầm nhìn khác. Và sau khi kinh doanh cái 178 ấy, thì đảng ủy ban giám đốc toàn là nhìn thấy cái mạng này sẽ chết. Và thực sự nó chỉ tồn tại được 4 năm thôi. Thì từ năm giữa năm 2000 đến giữa năm 2004, thì lúc ấy chúng tôi đã chuyển ngay sang cái di động. Lúc đó, công ty cổ phần Bưu chính Viễn thông Sài Gòn xin băng tầng làm di động CDMA. Viettel xin băng tầng GSM cũng như là EVN Telecom và một số cái doanh nghiệp khác xin băng tầng GSM. Bản thân tôi cũng rất là trăn trở. Cấp cho ai? Cấp cho doanh nghiệp nào? Nhưng mà cuối cùng chúng tôi quyết định là cấp cho Viettel băng tầng thông tin di động GSM. Lúc ấy mình thì tài chính cũng còn đang eo hẹp.
muốn liên doanh liên kết với nước ngoài để mình tận dụng cái tài chính của nước ngoài để mình đầu tư vào cái mạng di động. Thế nhưng mà rồi sau đó thì chúng tôi mới thấy rằng là liên doanh liên kết với nước ngoài rất khó khăn. Vì chúng tôi lúc ấy là tìm được ông Testra của Úc, một cái công ty của Úc. Họ làm BCC với mình. Thì họ là phải lấy tiền cái 250 triệu đô họ bỏ vào, họ lấy xong rồi. Lúc ấy họ với cái tiền lãi ấy, thì có nghĩa là mình không được cái gì. Và đàm phán hơn một năm để, và thực ra cái thời gian đàm phán đấy thì chúng tôi cũng học được rất nhiều. Nhưng mà cái quan trọng nhất cuối cùng là kết luận là lúc ấy tôi ra quyết định là tự lực cánh sinh, tự làm lấy. Đây là một cái quyết định vô cùng quan trọng. Thì sau năm 2000 thì trên thế giới nó xảy ra một cái cuộc khủng hoảng về viễn thông. Cho nên các cái công ty, các cái nhà mạng là dừng đầu tư. Các cái nhà bán thiết bị không có người mua. Thế cho nên lúc đấy mà Viettel lại mua, mà đặt hàng là mua rất là nhiều. Thì họ sẵn sàng bán chịu. Viettel thì lúc mà ra làm di động chỉ có 15 triệu đô thôi. Toàn bộ cái lợi nhuận mà những năm trước đấy, gần 3 năm trước đấy, làm ra nó chỉ có 15 triệu. 15 triệu thì chỉ mua được và lắp đặt được khoảng 150 trạm thôi. Được 3 thành phố là hết rồi, không còn tiền nữa. Thế nhưng đến khi mình phát hiện ra cái câu chuyện đấy thì mình đàm phán với lại những người bán ấy, là tôi sẽ mua của ông 2.000 cái trạm, sau đấy mua thêm 2.000 là 4.000, cho nên tôi sẽ trả ông trong vòng 4 năm. Thì các cái nhà bán thiết bị là họ đồng ý. Bán chịu là một cái thành công tạo nguồn vốn khổng lồ của Viettel. Và để có cái tiền để giả cho cái xây dựng mạng ấy 3-4 tỷ đô ấy, thì khi mà thiết bị về ấy, thì lúc ấy là tôi ra một cái chiến lược là phải làm rất nhanh. Chúng tôi là tận dụng tối đa các cái chuyên gia của chúng tôi ngày xưa đi làm thuê, họ đi xây dựng, họ cũng kinh nghiệm rồi, và chúng tôi chỉ vẽ điển hình thôi, vẽ điển hình một trạm cho một loại hình, rồi trên miền núi là một loại, rồi là đồng bằng sông Cửu Long một loại, có nghĩa là cái 50.000 trạm ấy chúng tôi thu lại chỉ có 5-6 loại. Vì lúc ấy chưa có khái niệm gì về cái chuyện là cột tự đứng hay là cột dây co hay là cái trạm đó nó đặt quy mô và kích thước của nó như thế nào cả. Mà lúc ấy tổng đốc nói rất là ngắn thế thường này. Thí dụ dùng cái từ là tràn ngập lãnh thổ, rồi là tiến về nông thôn và lấy tất cả những cái thiết kế có sẵn. Không phải đợi ông thiết kế, ông ấy chỉ cho tôi ở vị trí này ông mới đến thiết kế. Còn chọn được những vị trí nào thì chọn ở chính những nơi vào làm việc với chính quyền đấy, những nơi ấy, vào đơn vị quân đội đấy. Nếu được ở trong quân đội thì làm quân đội, nếu được ở bên ngoài làm ở bên ngoài. Chiều 24 tháng Chạp thì đồng chí Đặng Mạnh Hùng gọi từ số 0983 78 78 78 vào cho tôi để hỏi thăm tình hình. Thì đấy là lần đầu tiên anh em làm trực tiếp được nghe cái tín hiệu gọi trực tiếp từ miền Bắc vào miền Nam bằng hệ thống di động của mình. Thì mọi người đều có một cái tâm trạng rất là xúc động vì kết quả thành quả lao động của mình được sau 3 tháng thì đã thành công và tín hiệu rõ ràng, và cảm giác thấy rằng là chúng ta đã lớn mạnh thêm được một bước. Để đồng tiền quay vòng được nhanh, cột dựng đến đâu phát sóng ở đó ngay, có khách hàng là có tiền trả nợ, Viettel ra quân với tinh thần nhanh hơn nữa, khẩn trương hơn nữa, thời gian chính là tiền bạc. Năm 2005 chỉ làm được có 1.700 trạm, nhưng đến năm 2006 thì làm đến 3.500 trạm, nhưng mà đến năm 2007 thì đã hơn 7.000 trạm, nhưng năm 2008 là làm 12.000 trạm. Để mà làm một khối lượng công việc lớn như vậy trong một thời gian rất ngắn, với mục tiêu của tập đoàn là tràn ngập lãnh thổ và kinh doanh để nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần, để tạo nên cái mạng lưới di động mà phát triển bùng nổ. Trên thế giới, công nghệ viễn thông không ngừng phát triển, thay đổi từng giờ, từng ngày. Viettel muốn tồn tại phải có cách làm khác biệt. Thì tôi nghĩ rằng là trong cái môi trường mà cạnh tranh như ngày hôm nay ấy,
mà thay đổi nhanh như ngày hôm nay thì bắt buộc anh phải có một cái phát hiện gì đấy nó khác những người đi trước, có một cái cách nghĩ khác những người đi trước. Anh phải nghĩ khác, một cái tầm nhìn khác, một cái cách làm khác, hoặc là tạo ra những sản phẩm khác. Với những cái lĩnh vực công nghệ cao nói chung và đặc biệt là điện thoại di động ấy, thì giá thành của nó ấy, phụ thuộc chủ yếu vào số lượng người dùng, chứ không chỉ phụ thuộc vào cái chuyện là giá cả thiết bị. Nếu như càng nhiều người dùng ấy, thì giá nó càng rẻ. Là vì mình đầu tư cho một cái trạm phát sóng ấy, thì giá gần như là cố định. Một người dùng hay là 1.000 người dùng, giá chỉ chênh nhau 5% thôi. Thế cho nên nếu như mình làm cho cái trạm ấy 1.000 người dùng, 3.000 người dùng, thì giá thành trên một thuê bao sẽ rất là thấp. Và Viettel phát hiện ra điều đấy thì có một cái tầm nhìn rằng cái điện thoại di động là bà con nông dân mình cũng dùng được, nếu giá thì nó rẻ đi vài ba lần. Quyết định xây dựng mạng di động sâu rộng, phổ cập dịch vụ vốn được coi là xa xỉ này đã tạo ra vị thế thương trường, quy mô tổ chức và nguồn doanh thu để định hình tầm vóc của Viettel. Sau khi mà đã viễn thông ra đời rồi là tương đối phát triển tốt rồi đấy, thì tôi hỏi tổng giám đốc Lê Hùng là một, thế bây giờ mình có khả năng đầu tư cho nước ngoài được không? Thì Hùng nói là với này ông Xuân nói là được. Thế nhưng thôi thì bây giờ mình đầu tư trước mắt là bạn bè mình trước. Cái thị trường đầu tiên mình nhắm đến là Campuchia, đấy là cái thị trường gần gũi nhất. Và chỉ trong một thời gian chuẩn bị rất ngắn là đến tháng 5 năm 2006 là mình đã bắt đầu được ký được những văn bản đầu tiên của chính phủ Vương quốc Campuchia cho phép mình đầu tư kinh doanh các dịch vụ viễn thông trên đất nước đấy. Ngay sau đó là triển khai mạng lưới, kết nối cổng quốc tế. Và cái điều ấy cũng giúp cho Campuchia là mở rộng các cái quan hệ của Campuchia ra nước ngoài. Giúp bạn là tự giúp mình. Phương châm ấy được hình thành từ thuở ba nước Đông Dương liên minh chống giặc ngoại xâm. Sau thành công ở Campuchia, Viettel bước sang Lào theo đường lối chiến lược đầu tư, hạ tầng trước, kinh doanh sau. Mạng viễn thông ở Lào đã đẩy nhanh nền kinh tế quốc dân của đất nước triệu voi và là mạng vu hồi cho quốc phòng an ninh đất nước khi có những sự cố trên đường trục Bắc Nam. Đầu tư ra nước ngoài thì thực chất là thuận lợi thì ít nhưng khó khăn thì nhiều. Tôi vẫn nói với anh em là phải phân tích rất kỹ cái môi trường vĩ mô và vi mô của một nước, là vấn đề là luật pháp của họ thế nào, phân tích rất kỹ địa lý của họ, rồi liên quan đến vấn đề văn hóa, thì thực sự mà làm không kỹ ấy, là cái ấy nó chồng chất, phải khó khăn. Năm 2010, Haiti bị thảm họa động đất. Nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã rút khỏi nơi đổ nát này. Viettel có cách làm khác biệt. Khi người ta ra đi, mình tới. Ở nơi khó khăn nhất, sẽ có nhiều cơ hội nhất. Haiti là một quốc gia nghèo nhất châu Mỹ. Khoảng 60% dân số sống bằng nghề nông. Trước khi Viettel có mặt ở đất nước này, đã có hãng viễn thông Digicel đầu tư ở đây. Viettel nhận thấy, ở Haiti vẫn còn 2/3 dân số có nhu cầu sử dụng điện thoại giá rẻ, nên đã quyết định đầu tư và khai thác dịch vụ viễn thông ở thị trường này. Khi chúng tôi đi là chúng tôi không bao giờ mang cái thương hiệu Viettel đi ra nước ngoài cả. Câu đầu tiên chúng tôi nói, bao giờ chúng tôi nói là chúng tôi cái mạng lưới này là cho người địa phương, mạng lưới là hoàn toàn của đất nước ấy. Đấy, còn chúng tôi chỉ là hỗ trợ giúp đỡ thôi. Mozambique là một quốc gia nghèo ở châu Phi. Người dân còn ít được tiếp cận với điện thoại di động và Internet. Khi Viettel đến quốc gia này, đã được người dân bản địa chào đón. Bởi họ biết rằng thông tin sẽ mang lại cho họ những điều mới mẻ để thay đổi cuộc sống của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, các quận huyện của Mozambique đã được Moviettel phủ sóng 100%.
Movitel là một trong những nhà mạng thúc đẩy Mozambique hội nhập nhanh với các châu lục. Peru là một quốc gia Nam Mỹ với 30 triệu dân, có mức thu nhập cao đứng thứ 39 trên thế giới, thu nhập đầu người trên 7.000 đô la Mỹ một năm. Ở đây đã có các hãng viễn thông nổi tiếng như Movistar, American Movil, Nextel. Nhưng Viettel vẫn quyết định đầu tư 324 triệu đô la Mỹ, xây dựng cơ sở hạ tầng với băng thông rộng và giá cước cạnh tranh để thử sức mình trước các đối thủ lớn. Đây là bước trải nghiệm để Viettel hiểu rõ sức lực của mình trước khi bước vào thị trường của các quốc gia phát triển. Mình đi ra nước ngoài, mình lại học thêm được những đối thủ của mình nữa, mình bổ sung cho cái nghề của mình. Thế giới phẳng nó có một cái đặc điểm rất quan trọng là anh xuất sắc nghề của anh là anh có thể đi ra toàn thế giới được. Chúng tôi nghĩ đến ấy, tức là muốn mình ấy, mà giỏi lên, muốn mình ấy, là trở thành xuất sắc thì mình phải được cạnh tranh với những đối thủ xuất sắc. Và những đối thủ đấy càng to bao nhiêu, càng mạnh bao nhiêu thì càng có cơ hội để mình giỏi lên bấy nhiêu. Ở trên thế giới với vài nghìn công ty viễn thông thì gần như là cũng không có công ty nào mà lại chuyển từ dịch vụ sang nghiên cứu cả. Viettel thấy rằng mình có thị trường, mình hiểu thị trường, mà thị trường là cái yếu tố quan trọng nhất trong quá trình nghiên cứu. Và vì thế thì Viettel quyết định là đầu tư sang lĩnh vực nghiên cứu. Với những lợi thế là mình có thị trường của mình, thì đấy là một quyết định cũng được đánh giá là một quyết định rất có tầm nhìn. Và cái quyết định đấy nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái sự phát triển trong dài hạn của Viettel. Tập đoàn viễn thông quân đội trực thuộc Bộ Quốc phòng. Vì thế ngoài lĩnh vực kinh doanh, Viettel còn có nghĩa vụ của một đơn vị quân đội bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống radar cảnh giới quốc gia và công nghệ tích hợp số do Viettel chế tạo đã giúp cho lực lượng phòng không Việt Nam chủ động bảo vệ không phận Tổ quốc mà không phụ thuộc vào khí tài của nước ngoài. Những chiếc UAV do Viettel chế tạo đã phát huy được khả năng tuần tra biên giới, biển đảo của Tổ quốc, cho thấy các nhà khoa học của Viettel đã tạo ra một sự đột phá về khoa học công nghệ quân sự. Đối với dự án nghiên cứu và sản xuất các cái trang thiết bị thì chúng tôi đặt ra hai mục tiêu. Mục tiêu về để đáp ứng cho việc trang bị cho các cái đơn vị trong quân đội. Ngoài ra thì chúng tôi còn đặt một mục tiêu lớn hơn là xây dựng một cái đội ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học cũng như cán bộ công nghệ để có đủ cái khả năng tiếp cận vào các cái dự án với cái yêu cầu lớn hơn đáp ứng cho việc sản xuất các cái trang thiết bị phục vụ hiện đại hóa quân đội. Các loại máy thông tin vô tuyến điện do Viettel chế tạo đã giúp cho chúng ta chủ động liên lạc ở mọi vùng miền của Tổ quốc. Khi chiến tranh công nghệ cao xảy ra thì mạng viễn thông không đủ giữ vai trò chủ chốt trong thông tin quân sự. Máy vô tuyến của Viettel sẽ là khí tài chủ đạo. Thành công này của tập đoàn không chỉ trang bị máy thông tin vô tuyến cho các quân binh chủng mà còn mở ra một thị trường tiềm năng mới ở các nước đang phát triển. Đảng và nhà nước đánh giá cao thành tựu của Viettel trong lĩnh vực nghiên cứu và sản xuất các thiết bị quân sự, coi đây là bước tiến đáng kể để quân đội tự chủ, tự lực trong việc phòng thủ đất nước và bảo vệ hòa bình trong khu vực. Bên cạnh cái nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tập đoàn viễn thông quân đội đã bước đầu tham gia vào việc nghiên cứu sản xuất vũ khí trang bị, các cái hệ thống trang thiết bị phục vụ cho nhu cầu bảo đảm trang bị và một phần bảo đảm kỹ thuật cho quân đội. Đây là một cái lĩnh vực mới, hướng mới góp phần thực hiện chiến lược trang bị cho quân đội dân Việt Nam, thực hiện cái nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Kể từ năm 2000, sau 14 năm phát triển, Viettel trở thành tập đoàn có thị trường trên 100 triệu thuê bao ở ba châu lục. Một thế hệ trẻ năng động sẽ tiếp thu kinh nghiệm từ người tiền nhiệm, đưa con tàu Viettel tiến xa hơn nữa. Thì xin hứa với anh, với anh Tính, là chúng tôi, ban giám đốc tập đoàn, đảng ủy sẽ đoàn kết một lòng để mà dẫn dắt tập đoàn đi với chặng đường mới và cũng làm đúng cái việc như anh đã làm, bồi đắp thêm văn hóa của nó, tinh thần của nó và tìm ra cái người để làm tổng giám đốc mới trong cái chặng đường tiếp theo của tập đoàn, tìm ra một thế hệ để thay thế hệ chúng tôi để hiện diện chúng ta có thể trường tồn. Tôi rất mong muốn là ngôi nhà này, ngôi nhà Viettel mãi mãi là ngôi nhà của hai anh. Cuối cùng tôi xin nói lời chân thành cảm ơn anh Xuân, tổng giám đốc, anh Bản Đình Tính, phó tổng giám đốc, bí thư. Các anh chính là những người đã tạo nên chúng tôi và đưa chúng tôi đi tiếp một chặng đường phía trước. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh. Viettel có 3 chặng. 10 năm đầu nó là một cái công ty xây lắp, xây dựng các công trình viễn thông để làm thuê cho người khác. Cái chặng thứ hai là từ 2000 đến 2010 là nó tham gia vào để trở thành một nhà mạng, trở thành một cái công ty viễn thông, một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và loại hàng đầu ở Việt Nam. Và lớn lên rất nhanh. Có cái đóng góp cho xã hội, cho đất nước mình, tức là phổ cập hóa được cái điện thoại. Giai đoạn 10 năm tới phải coi cái đầu tư ra nước ngoài là cái mảng chính, với tốc độ tăng trưởng lớn hơn trong nước ít nhất từ 3 năm lần, phải trở thành một công ty đa quốc gia, trở thành một công ty toàn cầu, tức là một trong 20 công ty viễn thông lớn nhất thế giới, nhưng vẫn giữ lại được giá trị cốt lõi của mình là sự linh hoạt, sự thích ứng nhanh. Thì đấy cũng là một cái thách thức và một cái công việc phải làm trong cái chặng đường từ nay đến năm 2020. Hành trình của Viettel đi ra biển lớn, dù biết rằng phía trước còn rất nhiều gian nan thử thách, nhưng Viettel luôn tìm ra những hướng đi khác biệt. Chiến thắng chỉ dành cho những người dũng cảm. Những chân trời mới đang chờ Viettel khai phá.